quán trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời dân, người thì lao đao còn người kia trong sáng dầu. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau. Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Bảo Khang Audio nhá. Tiếp tục các video xả hàng thanh lý đây. Hôm nay em dọn kho có một con đẩy xe AH mã là MA150 sẽ lên thanh lý cho các bác nhá. Rồi trước khi vào video, các bác vui lòng cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em và có thể săn được những cái hàng xả thanh lý với giá cực kỳ là tốt. Được chưa? Đây em sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm và báo giá cho các bác nhá. Một con đẩy giá để cho các bác xả thanh lý cực kỳ là tốt. Được chưa? Đây, chào mừng các bác, đây một con đẩy xe AH hàng bãi, hàng còn rất đẹp các bác nhá. Này, những cái vết xước sát nhỏ này thì không tránh được, nhưng mà như thế này hàng bãi này là còn quá đẹp rồi. Đấy. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết ruột gan của sản phẩm cho các bác nhá. Hàng tất cả linh kiện, phụ kiện bao zin toàn bộ cho các bác. Được chưa? Con đẩy này sử dụng mạch class AB này, 16 sò các bác nhá. Bao cho các bác đánh một đôi full 30, càng đét luôn. Đây như bây giờ đang test trực tiếp là đang đánh một đôi loa full 30 đây. Đấy. Chi tiết linh kiện sản phẩm cho các bác nha. Tất cả hàng bao zin đẹp cho các bác. Được chưa? Đây là em đang đánh trực tiếp từ điện thoại vào đẩy luôn nhá, không qua vang nha. Các bác có thể nghe được cái chất âm cái con đẩy này nó đưa ra rất là ok. Được chưa? Đấy. Chi tiết về sản phẩm các bác có thể thấy một con đẩy còn rất là đẹp này sẽ xả cho các bác giá cực kỳ là tốt. Đấy. Đây sau đây em sẽ test lại một đoạn chất âm nữa nhá, để các bác có thể nghe trực tiếp được cái chất âm cái con đẩy này nó đánh ra cái tiếng nó rất là sạch sẽ. Đây nhé, em đang đánh một đôi full 30 đây nhá, căng đét luôn ạ. Đời từ máy bay đâu ai hay làm tiếng ngừng, nơi chốn du hành là địa ngục chân gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chưa tìm những con thuyền lạ xưa biển. Bao cho các bác đánh một đôi full 30 căng đét luôn. Đấy, giá em xả thanh lý cho các bác này 1.700.000, bên em bao ship tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối và vẫn bảo hành 6 tháng cho các bác bình thường nhá. Hàng xả thanh lý nhưng bên em cam kết chất lượng, vẫn bảo hành 6 tháng cho các bác bình thường. Được chưa? Em chỉ có một chiếc duy nhất, giá 1.700.000, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối, bảo hành 6 tháng cho các bác. Đấy. Mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0943 982 889. Nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ chốt đơn cho bác nào may mắn nhất để sở hữu được con đẩy xe AH này nhá. Với giá chỉ có 1.700.000. Được chưa? Các bác vui lòng đăng ký kênh nhá và ấn nút chuông bên cạnh ấy để có thể nhận được những thông báo mới nhất của bên em khi mà em lên video, các bác nhận được thông báo ấy. Các bác vào xem thì có thể mới chốt được ngay những cái sản phẩm xả thanh lý như này. Vì là những cái hàng này em lên ấy chỉ 5-10 phút là sẽ có bác chốt rồi. Vì giá nó cực kỳ là tốt. Và em dọn kho thanh lý thì nó chỉ lẻ ra 1 đến 2 chiếc thôi chứ nó không có nhiều. Đấy nên là những cái bác mua xem sau ấy thì các bác vui lòng thông cảm nhá. Vì những cái con như này em dọn kho chỉ có 1 chiếc thôi. Đấy, các bác vui lòng cứ đăng ký kênh đi. Thời gian tới em còn đang tiếp tục cho dọn kho, thì có thể là hôm nay nó nẻ ra được con đẩy này, thì mai thì lại nọc ra được một con vang nào đó, thì em sẽ lại lên xả cho các bác với giá cực kỳ là tốt. Em khẳng định luôn là đợt này em đang dọn kho thì sẽ xả cho các bác cuối năm những cái sản phẩm giá cực kỳ là tốt để dọn kho thanh lý cuối năm cho các bác. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh nhé, để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em nhé. Rồi, mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0943
0982 889 889, và mua đẩy bên em vui lòng đặt cọc trước cho bên em 300.000, được chưa? Vui lòng cọc trước cho bên em 300.000 vì đẩy là hàng nặng, vui lòng cọc trước cho bên em. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng như video bên em giới thiệu này, các bác nhận hàng không đúng trả lại bên em trả lại cọc luôn cho các bác, được chưa? Không mất một chi phí gì cả. Một chiếc duy nhất thanh lý giá 1.700.000 cho các bác. Đấy. Rồi. Rất cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ Bảo Khang Audio trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong được sự ủng hộ tiếp tục của các bác nha. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo bên em sẽ lên để giới thiệu đến các bác ạ. Xin chào toàn thể các bác.